Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh của máy móc Việt Nam Thái Đức. Thì dòng 13-100 lít trước đó đã được demo rất là nhiều rồi nha. Thì hiện tại là đã về hàng và bây giờ lên sóng ngay và luôn cho anh em này. Đây, dòng 13-100 lít đã được demo này và hiện tại là màu xanh đặc trưng của Datong này và có rất là nhiều màu cho anh em chọn. Màu đỏ, màu vàng nha. Và cũng có màu xanh Makita đấy này. Đây, anh em cùng theo chân em để review chi tiết về con máy nè. Mình sẽ tìm hiểu qua chi tiết cho dòng sản phẩm này ha. Con này thì sẽ có mã là M21ID1315, dòng là dòng mới về của Datong. Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn cho anh em luôn. Và đặc biệt thiết kế này như dòng 805 đều quơ, nhưng mà đều quơ thì không có cái chỗ để gài tay cầm, nhưng mà Datong đã học hỏi và nâng cấp hơn, hoàn thiện về thiết kế, đã có thể là gài được cái tay cầm cho anh em ha. Đặc biệt thì khi mà mua con này sẽ đi kèm luôn. Và Datong tích hợp được cho anh em là cái cấp chức năng và cái cấp trượt thành một sản phẩm thiết kế cực ngắn. Vòng nhựa này á thì làm được bằng nhựa đúc trong nhựa, nên quý vị dùng lâu sẽ không có bị bay màu, chứ không phải như lúc trước chỉ có in một cái lớp màu thôi thì nó rất là dễ dàng để bị phai ha. Rồi thì nhựa này thêm một tí hạt đá ở bên trước như thế này, chạy từ cấp trượt qua tới đầu. Anh em thấy nó đơn giản như vậy á, nhưng nó là một sự ưu ái của Datong dành cho khách hàng. Khi mà các anh sử dụng đang làm việc căng thẳng, bị tay đổ mồ hôi thì có thể là thao tác với cái chức năng này rất là dễ dàng cho anh em luôn. Bởi vì em chính là một người đang có một cái tiền sử là bị đổ mồ hôi, cho nên em thấy được là Datong khá là ưu ái luôn nha. Tiếp đến thì dòng này thật sự luôn, đó là độ hoàn thiện cực kỳ cao của Datong khi anh em sử dụng. Tiếp theo thì chức năng của máy này thì cực kỳ giống với dòng 13-120, đèn sáng được 20 phút, nhưng mà độ sáng của con này thì khá là sáng luôn cho anh em ha. Đó, đây anh em xem nè, độ sáng này thì khi mà lỡ như bị cúp điện mình cũng có thể là mặc để sử dụng luôn nha, rất là hợp lý cho anh em luôn. Máy này thì có được một hộp nhựa và một cái con máy nó sẽ cùng màu với các anh luôn. Đặc biệt lần này về Datong chỉnh chu hơn với cái đế pin với các anh ha. Đó, thì cái đế pin này giúp như thế nào đây, bây giờ em sẽ thao tác cho mình xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ gài cái đế pin này vào. Bình thường thì để các con máy nó rất là dễ dàng bị té đúng không, bị ngã, nhưng mà khi mình gài cái đế pin này vào thì không thể không bao giờ có cái tình trạng bị ngã hay là gì đó, rất là hợp lý cho anh em luôn ha. Thì dòng này đang có một cái thiết kế nhỏ gọn, nhưng mà bộ nhôm của nó là được làm từ con 13-120, cho nên là với cái con này thì anh em có thể rút lại vô tư luôn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu qua thông số của máy. Thông số của máy này thì sẽ có cho anh em là 2 tốc 100 và sử dụng được cho anh em là có turbo và eco, gây rất là rõ ràng cho mình luôn ha. Tiếp theo thì dòng này sẽ là dòng động cơ không than, nhỏ gọn, tiện lợi, có sẽ sắp lên như thế này cho anh em luôn. Rồi bây giờ làm thử thách khó nhất của con máy luôn nha. Rút lại gỗ cho anh em này. Rồi mình đã test xong con máy này rồi nha. Anh em thấy con máy này như thế nào ạ? Với công suất là 100 N thì giá bán của con này hiện giờ là 1.750.000 kèm theo cho anh em một cái túi cực kỳ là lớn như thế này nha. Đủ để anh em đựng được 5 bộ đồ luôn đó. Em sẽ giới thiệu cho anh em, hiện tại thì dòng này sẽ có màu đỏ, màu xanh, màu vàng và màu xanh dương như thế này nha. Và phụ kiện đi kèm nó sẽ có cho anh em là một cái tay cầm và một cái móc treo. Lấy ra cho các anh xem luôn. Đây, thì mình sẽ gắn vào bên hông đây để mình kẹp vít vô nha. Rồi, tiếp theo thì sẽ nói tới về quà tặng nè. Hiện tại thì bên em đang có những chương trình, anh em có thể là chọn lựa một trong hai. Một á, là mình mua một cái thân với mức giá 1.750.000 sẽ đi kèm cho mình một cái túi lớn như thế này. Hai á, là mình sẽ có thể kèm đồng TB01 hoặc là DV1 hoặc là B2000 lớp hoặc là CV0401, và cuối cùng mình có thể chọn lựa cho em là con cưa xích CK2.
20 này. Rồi thì anh em có ý kiến hoặc là đánh giá gì về con máy này thì để lại comment cho em nha. Còn anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline hoặc là anh em đến ngay tại 753 quốc lộ 13 thì Bình Phước, thành phố Thủ Đức để trải nghiệm sản phẩm này nha.